nhà Nguyễn trong 143 năm trị vì đã để lại cho hậu thế một khối di sản văn hóa, nghệ thuật, vật thể và phi vật thể đồ sộ, mang nhiều giá trị biểu trưng cho trí tuệ, tâm hồn, đất và người xứ Huế. Bao thế hệ đã qua, những tinh hoa hồi tù, hôn đúc và chất lọc nên một nền văn hóa nghệ thuật đậm đà bản sắc Huế mà ít nơi nào có được. Một trong những bảo vật đã trở thành những giá trị sáng tạo quý giá, đó chính là nghệ thuật trang trí trên hệ thống cổng, cửa của các công trình kiến trúc triều Nguyễn. Những tác phẩm không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó, dung hòa với thiên nhiên của nghệ nhân xứ Huế, mà còn thể hiện những tiêu chuẩn cơ bản về mỹ thuật của người Huế nói chung, như học giả Kaya từng viết trong sách Nghệ thuật Huế. Nghệ nhân Huế đã đưa được xứ sở và người dân của mình vào các tác phẩm. Thưa quý vị, trong kiến trúc truyền thống Việt Nam, cổng cửa là một trong những loại hình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa phản ánh đặc trưng của nền kiến trúc, vừa phản ánh vị trí và quy mô của khu vực kiến trúc ấy. Theo tiến sĩ Phan Thanh Hải, Huế đứng đầu cả nước về sự phong phú, đa dạng của các loại cổng cửa theo kiến trúc truyền thống như cửa ải, cửa kinh thành, cửa hoàng cung, cửa phủ đề, cửa dinh thự, miếu tự hay đền chùa, với đủ hình dạng kiểu thức về kiến trúc như quan ải, tam quan, khuyết môn, dịch môn, môn lâu, nguyệt môn, linh tinh môn, vườn môn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một trong những kiến trúc độc đáo như vậy mà ngày nay đã trở thành biểu tượng của xứ Huế, đó chính là ngò môn, công trình của Hoàng Thành. Ngò môn được xây dựng từ năm 1833, dưới thời vua Minh Mạng. Theo kinh dịch, các vị vua thường phải quay mặt về phía Nam để khai trì thiên hạ. Cho nên khi vua Gia Long xây dựng kinh đô Huế, hệ thống thanh quách và cung điện cùng xoay theo hướng Bắc, Nam. Nếu lấy điện Thái Hòa là trung tâm của mặt bằng tổng thể, thì công trình của Hoàng Thành Huế là ngò môn nằm ở phía Nam của điện Thái Hòa. Ngoài ra, căn cứ trên la bàn phong thủy phương Đông, thì phía Nam thuộc hướng ngò, trên trục Tý, ngò, Bắc, Nam, nên cổng chính của Hoàng Thành được đặt tên là ngò môn. Thì đến thời vua Minh Mạng, sau khi nhà vua quy hoạch lại toàn bộ kinh đô Huế, từ kinh thành, Hoàng Thành, từ Cẩm Thành và tất cả các cái công trình kiến trúc ở bên trong đó, thì nhà vua đã thay đổi cái Nam Khuyết Đài và Điện Cao Nguyên ở trên đó bằng cái ngò môn. Và ngò môn trở thành một cái dấu ấn rất đặc biệt dưới thời của vua Minh Mạng. Bởi vì tất cả các cái thánh nhân thì bao giờ cũng phải ngồi quay mặt về phương Nam để mà cai trị thiên hạ, cho nên cái ngò môn nó có ý nghĩa về không gian là như vậy, nó là cổng chính ở phía Nam. Tuy là một cái cổng chính thôi nhưng mà nó là cả một cái phức hợp kiến trúc, và nó vừa là một cái lễ đài rất đặc biệt và để tổ chức những cái nghi lễ trọng đại nhất của cái triều Nguyễn. Ví dụ như lễ bán sắp, tức là bán lịch đầu năm của nhà vua cho tất cả mọi người, hoặc là lễ truyền lô, tức là lễ gọi tên các cái tiến sĩ, rồi lễ duyệt binh cũng thường xuyên tổ chức ở đó. Ngò môn còn là một cái chứng tích của cái sự kiện rất quan trọng, đó là vua Bảo Đại thoái vị. Trong cái hệ thống kiến trúc của Hoàng Thành, ngò môn và lầu Ngự Phùng là một trong những công trình cực kỳ quan trọng, vì nó là bộ mặt, nó thể hiện tất cả những cái quyền uy, sức mạnh, cái vị thế của triều Nguyễn. Thưa quý vị, ngò môn với bên duyên hình chữ U, duyên dáng như một vòng tay đón khách. Dù nhìn từ chính diện hay một bên, nó vẫn mang vẻ đồ sộ của một tòa lâu đài xinh đẹp. Với ngò môn, người xưa xem đây là một tuyệt phẩm xứng đáng để tham dự vào vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời để tạo thành sự thải hoa tuyệt diệu. Bài thơ khắc trên ngò môn đã nói lên niềm tự hào ấy. Bài đất trùng môn khai, dị vô nhất ẩn xứ, nghiêng si khả thị nhân, đồng triệt kham gia nhự. Cửa cung không đời mở, bởi cần dấu diễm chi, xấu đẹp đều phô bày, càng làm tăng thêm vẻ đẹp của sông Hương, núi Ngự. Cấu trúc ngò môn là sự kết hợp đài, môn, lâu. Trong đó, phần đài bên dưới cao hơn 5 mét, trổ 5 cửa xuyên qua thân, theo lối, minh tam áp ngũ. Nhìn phía trước thấy 3 cửa,
nhưng nhìn phía sau là năm cửa. Phần lầu ngũ phùng bên trên gồm hai phần, cao hơn 10 mét, mái lợp ngói ống lưu ly. Thượng thư bộ binh Lê Văn Đức, vì đại thần sau này đã có công lao lớn trong việc tìm ra cuộc đất để xây dựng Hiểu Lăng, được chỉ định làm người chỉ huy công trường. Một khối lượng khổng lồ gạch, đá, ngói, gỗ, vôi, mật và cả xà đồng, đinh sắt đã được huy động để xây dựng chiếc cửa lớn nhất của Hoàng Cung. Chất lượng xây dựng Ngọ Môn cũng được xếp vào hàng đặc biệt. Ngọ Môn là một cái biểu tượng của cố đô Huế. Nó là một cái hình ảnh rất đặc biệt. Chúng ta thấy rằng nó là một phức hệ gồm một cái nền đài và lầu ngũ phùng đặt ở bên trên. Một cái kiến trúc trống thì nó mềm mại, thanh thoát, nhưng mà có thể đứng vững được gần 200 năm ở một cái nơi mà thời tiết khắc nghiệt như ở Huế, nó trải qua bao nhiêu là cơn bão, trải qua một cái khí hậu nghiệt ngã, vừa là độ ẩm vừa là mưa dầm gió bất như ở Huế, thì đó là một cái thành tựu rất đặc biệt của cái công nghệ xây dựng của Việt Nam. Bên cạnh đó, Ngọ Môn còn là một cái kiến trúc cung đình đặc biệt và thể hiện được những cái nét thành công của cái công nghệ truyền thống của người Việt, như là sơn son thiệp vàng, như là khảm chạm, như là pháp lam, vân vân. Đặc biệt là những nề ngọa mộc liệu. Còn một điều rất chung là tất cả mọi giới, mọi tầng lớp người ta đến với Ngọ Môn đều có một cái cảm xúc rất đặc biệt về cái mỹ thuật của Ngọ Môn. Nó có một cái sự hài hòa của màu sắc, có một sự cuốn bình trong bố cục. Và hầu như tất cả các nhà nghiên cứu từ xưa đến nay người ta đồng thuận rất cao với cái nhận định của họa sĩ Phạm Đăng Trí, đó là Ngọ Môn đã đạt đến cái tỷ lệ vàng. Ông đã công bố cái điều này trong một tạp chí nghiên cứu nghệ thuật năm 1982. Tất nhiên là thông qua cả cái số đo, cả cái so sánh về mẫu số chung và mẫu số riêng, cả cái hệ số kiến trúc theo những tỷ lệ của phương Tây và phương Đông, và nó bắt gặp nhau ở cái sự hài hòa thị giác. Lớn nhất là nó tương quan với con người, cảnh quan và đời sống tinh thần, diện mạo văn hóa của người Việt. Thì đấy mới chính là cái tỷ lệ quan trọng nhất. Cái tỷ lệ vàng này được hiểu trong cái nghĩa thâm sâu của ý nghĩa triết học đó. Ngọ Môn người ta hay sử dụng con số 5 và con số 9. Ngọ Môn trên tổng thể là Ngọ Môn 5 cửa 9 lâu. Một lầu vàng, 8 lầu xanh, 3 cửa thẳng, 2 cửa quanh. Rồi bên cạnh đó những cái bậc cấp cũng là 5 bậc hoặc là 9 bậc. Thì số 5, số 9 tức là nó biểu hiện cho cái hào cửu ngũ. Hào cửu ngũ nó nằm trong quẻ càn ở trong kinh dịch. Cái quẻ càn là tượng cho người quân tử, cho bậc thánh đế minh vương. Cái giai đoạn mà hưng thịnh nhất, ở cái giai đoạn mà quốc đã trị, dân đã án, cái đất nước hùng mạnh, nhân dân ấm no, thì đó là cái tượng của nó là phi lắm tài thiên. Một cái con số biểu tượng rất đặc biệt của Ngọ Môn nữa, đó là 100 cây cột. Tức là 100 cái cột đỡ cái lầu ngũ phùng, mà lầu ngũ phùng là tượng trưng cho một triều đại, tượng trưng cho một nền quân chủ. Thì 100 cây cột lại là tượng trưng cho thần dân bách tỉnh, tượng trưng cho trăm họ. Tức là trăm họ là xây dựng lên triều đại, trăm họ đáng đỡ lại triều đại và trăm họ đáng bảo vệ cái triều đại ấy. Thì đó là một cái biểu tượng rất mực nhân văn của Ngọ Môn, mà nó thể hiện cái tinh thần mà những người xưa để lại, đó là dân vi quý, xã tắc thứ chí, quân vi khinh. Tức là dân vẫn là cái yếu tố quan trọng nhất đối với một cái nền quân chủ. Đó là một cái ý nghĩa biểu tượng mà người khi xây dựng Ngọ Môn người ta đã đặt ra, và đó cũng là một cái tư tưởng xuyên suốt của cả một cái triều đại. Thưa quý vị, hệ thống lâu ngũ phùng được ví như năm con chim phùng hoàng đang đầu liền nhau. Tất nhiên đây chỉ là cách gọi hình tượng lấy từ điển tích xưa, còn thực tế lầu ngũ phùng là một tổ hợp kiến trúc gồm 9 lầu với 5 tòa lầu chính và 4 tòa lầu phụ, chia thành 3 dãy xếp thẳng góc với nhau. Phần trung tâm là một tòa lầu kiểu ba gian hai trái, có chiều cao vượt hẳn so với các ngôi nhà còn lại. Toàn bộ 9 tòa lầu này được liên kết với nhau hết sức khéo léo, và chỉ duy nhất tòa lầu chính giữa được lợp bằng ngói ống màu vàng, tức ngói hoàng lưu ly. 8 tòa còn lại mái đều lợp ngói màu xanh là thanh lưu ly. Ngọ Môn một lầu vàng, 8 lầu xanh là vì vậy. Lầu ngũ phùng được dựng trên phần nền đài vốn cao hơn 5 mét và được xây bỏ vỉa rất chắc chắn bằng gạch vù và đá thanh. Tầng lầu bên dưới của ngũ phùng lâu phần lớn đều để trống, chỉ trừ tòa nhà chính giữa để bảo đảm cho sự kín đáo của nơi vua ngồi dự lễ. Tầng trên thì che chắn kín,
nhưng có trụ nhiều cửa sổ với kiểu dáng khá phong phú. Chính hệ thống các cửa sổ và lan can đã làm cho tổng thể kiến trúc ngõ Môn trở nên nhẹ nhàng, thanh tú. Họa sĩ Phạm Đắc Trí đã nhận xét: các nhà kiến trúc xưa của chúng ta đã biết làm mất đi sự đơn điệu do tính đều đặn bằng những biến tấu kết hợp với các tỷ lệ phù hợp. Họ đã phân bố những không gian đóng, các không gian thưa với các không gian trống. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, còn nhằm để tạo cho ngõ Môn mang dáng vẻ một con chim đang giang cánh nhưng lại đầu vững chắc trên một tảng đá vững chãi. Một cái lâu vang chính giữa lớn nhất là nơi mà để cho hoàng đế ngồi ở đó khi mà có những cái đại lễ xảy ra. Và bên cạnh hoàng đế có thể là những cái cơ mật viện đại thần, hoặc là những phụ chánh đại thần, hoặc là những cái vị hoàng thân phùng triều thịnh ở đó. Còn lại tả giáp môn và hữu giáp môn, tức là hai bên lâu sánh, thì là các cái quan viên văn võ ở đó theo cái nguyên tắc là tả văn hữu võ. Thì với một cái bộ mái đặc biệt như vậy, nó tạo ra một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng, bởi vì có chánh, có phù, và trên đó người ta đã trang trí tất cả những cái mô típ quen thuộc trong kiến trúc cổ đô Huế. Có vẻ như đó là một cái tư tưởng rất xuyên suốt khi mà xây dựng cả cái công trình kiến trúc của cung đình Huế. Nó tạo ra một cái sự gần gũi, thân thiết, nhẹ nhàng khiến người ta đến với nó, tham quan nó hoặc là sử dụng nó. Vì là một công trình cực kỳ quan trọng của Hoàng Thành, vì vậy mà trang trí lâu vùng là những trang trí tiêu biểu nhất, tinh hoa nhất. Trong đó hình tượng chủ đạo là hình tượng con rồng. Và rồng ở đây thì có rất nhiều dạng, mặt ngoài là rồng theo kiểu là rồng ngang trên mặt hậu phu để biểu hiện cho những cái chế ngự, cái tâm linh và sức mạnh triều đại và nó bảo vệ cho vương quyền ấy. Thì có hình tượng long hồi, tức là rồng quay đầu lại biểu hiện cho sự lòng trung quân. Rồi là rồng năm móng biểu hiện trực tiếp cho vua. Và mỗi chi tiết trên vảy rồng hoặc là trên cái trang trí đấy là dùng chủ yếu là màu thổ hoàng, màu biểu hiện cho vương quyền. Cùng với nó là những chất liệu khác như là pháp lam, như nề hòa, như khảm sứ, thì nó tạo ra một khung cảnh rất thống nhất và trang trí rất là hài hòa. Nhưng mà trên hết vẫn là hệ thống cột sơn son thép vàng với hàng trăm cái ô hộc trang trí dày đặc và những hoa văn rất là đặc sắc. Những hoa văn đó đã phục chế nhiều lần, nhưng mà mỗi lần phục chế như vậy thì đều được cố gắng bảo tồn được những giá trị gốc. Chỉ như vậy mà những cái chạm khắc sơn son thép vàng trên lầu Ngũ Phùng là một minh chứng rõ nhất cho vị thế, vai trò quan trọng của lầu Ngũ Phùng và ngõ Môn trong cái hệ thống kiến trúc cung đình Thiệu Nghĩa. Thưa quý vị, thơ văn trên dải bờ nóc của giang chỉnh giữa lầu Ngũ Phùng ở cả hai mặt trước, sau, người xưa đã dùng 8 bài thơ ngụ ngôn để trang trí theo lối nhất thi nhất hòa. Có thể khẳng định đây là những bài thơ hay được chọn lọc kỹ càng và mang nhiều ý nghĩa sâu sắc của người xưa. Như bài 4 từ Trại Sang có viết: liên trì trình diễm sắc, quế điền tổng thanh hương, viễn lâm ngưng ngọc lộ, tiêu hạng kiều kim quang. Tạm dịch nghĩa: ao sen đương khoe sắc, cung quế ngào ngạt hương thơm, những giọt sương đồng trên lá cây trong ngự uyển, cung điện nhà vua sáng rực ánh vàng. Có bài thơ viết rằng: cây có gốc rễ từ đất Bắc, nhưng cành lá thì vương che khắp cả trời Nam. Hoa nở ra soi bóng trên biển cả, lá trên ngọn cây đủ che bóng mặt cả muôn sông suối. Hay như: lá xanh tốt quanh năm, hoa đỏ tháng nào cùng nở. Xem đó là phẩm vật trên thường giới, chiếm trọn sắc xuân của thế gian. Như vậy, âm hưởng chủ đạo của các bài thơ là ca ngợi sự thịnh vượng của triều đại mới, người ca vẻ đẹp của cung điện, đền đài và tự hào khẳng định những gì do mình sáng tạo ra hoàn toàn xứng đáng để hòa nhập vào vẻ đẹp của tự nhiên, hòa vào thiên địa để tạo nên sự hài hòa tuyệt đối giữa trời, đất và con người. Trên cái bộ mái của ngõ Môn thì có 8 ô thơ. Và 8 ô thơ này rất đặc biệt là nó cùng được trình bày theo cái lối nhất thi nhất hòa, tức là một cái hình thức trang trí rất là đặc trưng của xứ Huế và riêng có của xứ Huế. Đó là 8 bài thơ của vua Minh Mạng. Trong cái nội dung của 8 bài thơ này hầu như là đều là chủ đề tả cảnh, tức là cái cảm xúc của một thi nhân trước cái trời trắng mây nước, trước cái phong hoa tuyệt nguyệt. Nhưng qua những cái bài thơ của vua Minh Mạng thì chúng tôi cũng thấy được rằng cái người làm vua, họ làm thơ là dùng cái
thi dị ngôn chỉ văn dị tại đạo, tức là dùng cái thơ để nói lên cái chỉ của mình, dùng cái văn để truyền tải cái đạo của người làm vua, cái đạo trị dân, đạo trị nước, thì đó là một cái điều rất là đặc biệt. Ví dụ như cái bài Vấn Tế Huyền Sơ Thượng, ảnh tà thể vì viên, hà tu tam ngũ nguyệt, dị chiếu mạng sơn xuyên. Tức là nhà vua cùng vị mình giống như cái vầng trăng khi nó vừa mới ra khỏi mây thôi, thì mặc dù là ánh sáng nó còn đáng nghiêng, dù nó chưa được tròn, nhưng mà không cần đợi đến ngày rằm ngày 15 thì bản thân nó đã chiếu sáng khắp cả núi sông. Thì đó là những cái cách cường điều, cách ẩn dụ của những thi nhân, mà đặc biệt trong cái vị trí của cái người làm vua, để mà nói lên những cái bài thơ thể hiện cái ý chí của mình. Thiên An Môn của Trung Hoa thì nó rất là kỳ vĩ, to lớn, nó có một sức mạnh áp chế thực sự. Nó khác với là Ngọ Môn là trong một cái khoảng tỷ lệ tương xứng với là tầm vóc con người và cái tinh thần của người Việt. Cho nên Ngọ Môn nó khiêm nhường, nó gần gũi và nó không có một cái chế ngự quá mạnh. Nếu như chúng ta so sánh về mặt hình thể, so sánh về mặt kích thước, thì đúng là Ngọ Môn của chúng ta cái kích thước còn quá khiêm tốn so với cái Ngọ Môn ở Từ Cẩm Thành Bắc Kinh, cũng như là cái Thiên An Môn là cái cổng chính của Hoàng Thành Bắc Kinh ngày xưa. Nhưng mà như tôi đã nói đấy, cái Ngọ Môn của chúng ta nó đã đạt đến một cái tỷ lệ vàng, đến cái tiêu chuẩn thẩm mỹ cao nhất. Và nó là một cái thành tựu thể hiện được cả một cái sự sáng tạo, cả cái tâm hồn trí tuệ của người Việt, thể hiện cả bàn tay khéo léo nhất của bao nhiêu cái thế hệ nghệ nhân của Việt Nam. Đây là một cái kiến trúc thuần Việt. Có người Việt Nam khi đến với Ngọ Môn bao giờ người ta cũng có một cái cảm giác nó gần gũi, nó nhẹ nhàng, nó thân thiết. Mà đó là tôn chỉ của cái việc xây dựng những công trình kiến trúc cung đình của người Việt. Nó không bị đe dọa, nó không làm cho người ta phải sợ hãi trước một cái sự to lớn. Hoặc là cái vấn đề biểu tượng thì đó là một cái vấn đề rất riêng của người Việt. Cái thể hiện vào trong một cái công trình kiến trúc rằng chính người dân là bảo vệ vương quyền, chính người dân xây dựng vương quyền, và chính người dân đang ngày đêm giữ gìn cái vương quyền ấy như là 100 cái cột để đỡ cái lầu Ngũ Phụng, là tượng trưng cho vương triều của nhà Nguyễn. Thì đó là những cái thành tựu đặc biệt của người Việt mà không có những nơi khác có. Quý vị, Ngọ Môn, cổng chính phía nam của Hoàng Thành Huế, không chỉ là nơi sa giả của vua quan nhà Nguyễn, mà còn là lễ đài, nơi cử hành các nghi lễ lớn của triều đình. Bởi vậy, công trình được đầu tư xây dựng và trang trí rất công phu, là minh chứng của nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc đậm tình bản địa và bản sắc dân tộc, tiêu biểu cho kiến trúc trường Nguyễn ở Huế nói riêng và kiến trúc truyền thống Việt Nam nói chung. Với những giá trị về lịch sử, kiến trúc, sự kết tinh của tinh hoa và cả tâm hồn người Việt, Ngọ Môn được người dân xem như đại diện tiêu biểu cho những giá trị xưa cũ vẫn còn hiện hữu và gắn bó trong tâm thức người dân xứ Huế. Huế Vàng Son một thời kỳ này cũng xin được khép lại ở đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.